Vào tháng kênh chủ đề săn bắt giải trí phiêu lưu, bấm đăng ký kênh cũng như bấm chuông để theo dõi video mới nhất nhé.
Đó anh em ạ, thì Kiều sáng nay Thắng tính bẫy đá cho anh em xem đấy. Thì đánh có một bộ giò đá thôi. Buổi nay chưa sung lắm anh em ạ. Về gáy đấu chán rồi, nó chỉ luẩn quẩn ngay cạnh, không dám vào đá anh em ạ. Đó, đó đi lại trên này. Thắng hôm nay không đánh giò đón luôn anh em ạ. Đánh mỗi một bộ giò đá đấy thôi. Buổi về đấy nó không dám vào đá nên thua luôn anh em ạ. Hầm nhau từ sáng, gáy đấu nhau từ sáng đến trưa nắng luôn. Thôi nói chung là clip này Thắng xin tạm dừng ở đây. Hẹn anh em clip sau có buổi chia sẻ anh em xem giải trí anh em nhé. Rồi cuối cùng thì Hoàng Thắng xin chào và hẹn gặp lại anh em. Anh em thấy clip hay nhớ để lại một like, chia sẻ và bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ Hoàng Thắng, để Hoàng Thắng có động lực đi quay những clip hay chia sẻ lên kênh cho anh em xem giải trí nhá. Bye bye anh em nhé.